Insadong bây giờ là buổi sáng nên là không có ai mấy. Nếu mà các bạn đi vào những cái ngõ nhỏ như này thì sẽ thấy là có rất nhiều ngôi nhà mang phong cách Hàn Quốc truyền thống. Cây ươm đấy. Nhưng mà lời ươm nhiều cũng tận thế. Phân thì cũng thế.
thấy kiểu như là sẽ là tiêu hóa được ấy. Tiêu hóa được cái đấy. Tiêu hóa, mọi người, các bạn sẽ được tiêu hóa và nó sẽ trở thành hiện thực.